Chào mừng các bé đến với kênh Cổ tích cho con. Ngày hôm nay, mẹ Tin sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện cổ tích Miếng Trầu Kỳ Diệu. Ngày xưa, có một anh học trò tầm thường tên là Hồ Sinh. Gia tư của hắn cũng không lấy gì làm thiếu thốn. Nhưng ngày đêm, hắn chỉ những mong muốn một chút danh phận. Vì thế, khi nghe nói ở huyện có khuyết chân thơ lại, là hắn lại bán ruộng, cố đi lo lót cho được. Sau mấy phen chạy vạy không xong, hắn sực nhớ đến một người bạn học cũ, có người thân quen biết với cụ thượng, bèn tìm đến nhờ vả. Người bạn của Hồ Sinh khi nghe hắn bày tỏ ý mình, vội bảo: "Người ta có câu, con trong lừ rưng rưng nước mắt, con ngoài lừ ngút ngoắt muốn vô. Sao bác không giữ ruộng lại để cày cấy làm ăn, có hơn phải quỵ lụy để mua mấy cái lo vào người cho khổ?" Nhưng sau mấy lần khuyên dỗ vẫn thấy nét mặt bạn quả quyết quá, mới giới thiệu hắn với một người bạn khác của mình và nói: "Người quen của tôi chả có thế lực gì đâu, sẵn có quen một nhà đạo sĩ trên núi Ba Vì, ông ấy quen biết rất nhiều vị quyền cao chức trọng, có thể hơn cả cụ thượng nữa. Ông ấy có cách làm cho bác nên công danh. Để tôi viết mấy chữ, ông ấy sẽ vì tôi mà giúp bác hết sức." Hồ Sinh cầm thư của bạn, tìm đường lên núi Ba Vì. Hắn hỏi thăm mãi, quả đến một cái hang có một phiến đá lớn lấp kín. Theo lời dặn, hắn kêu to: "Có phải đây là hang đạo sĩ không? Nếu phải, xin mở cửa cho vào." Tự nhiên, hòn đá xoay ra mở một lối cho hắn vào. Phía trong rất im lặng, nhưng lại sáng sủa. Hắn bước quá chừng chục bước, đã thấy vị đạo sĩ đang nằm trên một cái chõng, miệng nhai trầu, mắt lim dim nghỉ ngơi. Bên cạnh đó có một cái chõng khác, trên đó có một cơ trầu, chỉ còn hai miếng. Tuy có khách, nhưng đạo sĩ cũng không ngồi dậy, chỉ với tay cầm lấy thư đọc, miệng vẫn nhai trầu, bõm bẽm. Một lát, nhìn chừng chừng vào mặt khách nói: "Ta sẽ cho anh được làm quan, nào anh muốn làm quan to hay nhỏ, như thế nào?" Đáp: "Tôi học hành cũng ít ỏi, chỉ muốn là một chân thơ lại cũng đã mãn nguyện." "Được, anh hãy ngồi nghỉ, ăn một miếng trầu, ta sẽ liệu." Hồ Sinh rón rén lại ngồi ở sườn, lấy một miếng trầu trong cơi ra ăn. Miếng trầu rất ngon, nhưng vừa nhai ngập thì hắn đã ngủ thiêu thiêu. Sau khi trở về nhà mấy ngày, bỗng một hôm có một người lính lệ mang chát đến đòi. Hắn sợ quá tưởng có việc gì xảy ra, nhưng khi vào dinh cụ thượng, hắn được đón tiếp rất niềm nở. Người ta để dành cho hắn không phải là chân thơ lại ở huyện, mà là một chân thông biện ở sinh quan bố tại tỉnh nhà. Công việc chẳng có gì là khó khăn và tốn kém, vì có tay trong của nhà đạo sĩ làm cho hắn hết sức sung sướng. Thế là từ đó, Hồ Sinh hàng ngày ra vào công đường, dạ dạ, bẩm bẩm, khúm núm trước mặt các quan. Ban đầu hắn thấy nhục, nhưng mỗi lần đứng trước mặt bọn tổng lý và những người dân có việc đến cửa quan thì hắn lại cho là một sự vinh hiển. Ban đầu hắn ngần ngại chối từ cả lễ bạt của những người có việc đưa lên lo lót, nhưng dần dần hắn bạo dạn và khôn ngoan hơn. Chẳng những hắn thành thạo trong nghề bóp nặn mà còn học được nhiều mánh khóe làm tiền kỳ lạ, là tạo ra những vụ án bất ngờ mà kết quả cả nguyên cáo lẫn bị cáo tiền bạc xủng xoẻng dắt nhau đến công đường đút cho hắn và quan trên của hắn. Vì thế trong vài ba năm, tiền của hắn bộn bề, hắn làm nhà, tậu ruộng và sống cuộc đời xa xỉ hơn trước. Hắn lại được một phú trưởng xã trong hạt gả con gái cho. 10 năm sau, vợ hắn đã sinh được 2 trai 2 gái và được cất nhắc làm một chức quan nhỏ. Một nhà phấn vua trang điểm, cuộc đời cứ thế lên như diều, không có ai theo kịp. Nhưng một ngày kia, giữa lúc Hồ Sinh đang ngồi cho vợ chải đầu, thì bỗng có lính lệ cầm cháp đến đòi. Hắn không nghi ngờ gì cả, nhưng khi đến sinh cụ thượng, hắn liền bị bỏ ngục. Một viên khâm sai đặc phái cải trang đi thanh tra đã tìm ra được rất nhiều chứng cớ về những vụ tham tang hối lộ của bọn quan tỉnh mà tất cả đều có liên quan đến hắn. Thế rồi, trong khi chờ đợi xử án, thì những người dân bị vu oan giá họa ngày trước đều đổ xô tới quan khâm sai kiện hắn.
đơn kiện cao để hàng chồng, ngày xử án hắn là một ngày đông hơn hội. Hắn bị tử hình, không đợi tâu về triều vì quan khâm sai có quyền, tiền trảm, hậu tấu. Trước khi ra pháp trường chịu tội, hắn hồi tưởng lại chuyện cũ và ăn năn rằng phải chi mình đừng có lên hang đạo sĩ để nhờ lão ấy chạy trọt cho thì đâu đến nỗi thế này. Hồ Sinh bỗng choàng dậy vì có một tiếng động rất dữ dội. Hắn mở mắt thì té ra mình vẫn còn nằm trên chiếc giường thứ hai của nhà đạo sĩ. Chân đạp phải cơi trầu lăn xuống đá đánh choạng một tiếng. Miếng trầu còn lại lăn lóc giữa đường, còn đạo sĩ miệng vẫn còn nhai trầu, mắt lim dim chợt ngồi dậy hỏi hắn. Bây giờ chúng ta sẽ bàn một chút, anh sẽ cầm thư của tôi đến cụ thượng. Nhưng lúc này Hồ Sinh không còn đủ can đảm để tính chuyện danh phận nữa. Hắn vội nhả miếng trầu đang ngậm ở miệng và cáo từ ra về. Từ đó hắn trở nên một tay làm ăn chí thú trên ruộng đất của mình. Các bé thân mến, câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp. Hãy bấm like và đăng ký kênh Cổ Tích Cho Con để nghe những câu chuyện mới nhé.